Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 47. Này là lời từ Đức Giê-hô-va phán cho tiên tri Giê-rê-mi về người Philistin trước khi Pharaon chưa đánh Gaza. Đức Giê-hô-va phán như vậy: Kìa, những luồng sóng từ phương Bắc nhảy lên, sẽ trở nên sông vỡ bờ, sẽ làm ngập đất và mọi vật ở đất, ngập thành và dân cư ở đó. Người ta đều cất tiếng kêu, hết thảy dân cư trong đất đều than thở. Nghe tiếng vó ngựa và tiếng xe cộ ầm ạt, bánh xe rầm rầm, thì kẻ làm cha chẳng xây lại xem con cái mình, vì tay mình yếu đuối. Ấy là đến ngày diệt hết dân Philistin và cất khỏi Tyre và Sidon những kẻ còn lại giúp nó, vì Đức Giê-hô-va sẽ diệt dân Philistin, tức những kẻ còn sót lại ở cù lao Cát-tô. Gaza đã trở nên trọc trọi, Ách-ca-lôn cùng các đồng bằng xung quanh đã ra hư không. Các ngươi tự cắt thịt mình cho đến bao giờ? Hỡi gươm của Đức Giê-hô-va, còn bao lâu nữa mày yên nghỉ? Hãy trở vào vỏ mày, thôi đi, ở cho yên lặng. Khi Đức Giê-hô-va đã truyền lệnh cho, thì mày yên nghỉ thế nào được ư? Vì Ngài đã định nó nghịch cùng Ách-ca-lôn và bờ biển. Chương 48. Về Mô-áp, Đức Giê-hô-va vạn quân Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: Khốn cho Nê-bô vì đã trở nên hoang vu. Kiri-a-ta-im mang xấu hổ và bị bắt lấy. Mít-gáp bị xô đổ và nhốt nha. Sự ngợi khen của Mô-áp chẳng còn có nữa. Tại Hết-bôn, người ta mưu hại nó mà rằng: Hãy đến hủy diệt dân này, cho nó không được kể vào số các nước nữa. Hỡi Mác-mên, ngươi cũng sẽ trở nên im lặng, gươm sẽ đuổi theo ngươi. Có tiếng kêu la khởi từ Horonaim rằng: Sự hoang vu và hủy hoại lớn thay. Mô-áp tan nát rồi, những con trẻ nó kêu la vang tiếng. Chúng nó sẽ lên dốc Luhit khóc lóc chẳng thôi, xuống dốc Horonaim nghe tiếng hủy hoại thảm sầu. Hãy trốn đi, cứu lấy sự sống mình, như cây thạch thảo nơi đồng vắng. Vì ngươi đã trông cậy sự mình làm ra và của báo mình, ngươi cũng sẽ bị bắt lấy. Kê-mốt cùng các thầy tế lễ và các quan trưởng mình sẽ đi làm phu tù. Kẻ hủy diệt sẽ vào trong mọi thành, chẳng có thành nào thoát khỏi. Nơi trũng sẽ bị hủy hoại, đồng bằng bị phá tan như Đức Giê-hô-va đã phán. Hãy cho Mô-áp những cánh, đặng nó bay đi trốn. Các thành nó sẽ nên hoang vu, chẳng còn ai ở. Đáng rủa thay là kẻ làm việc Đức Giê-hô-va cách dối giá. Đáng rủa thay là kẻ từ chối máu nơi gươm mình. Mô-áp từ lúc còn trẻ vốn yên lặng như rượu đứng cặn, chưa từ bình này rót qua bình khác. Nó cũng chẳng đi làm phu tù, nên giữ được vị nguyên của mình, mùi thơm còn chưa đổi. Vậy nên Đức Giê-hô-va phán: Này ngày đến, bây giờ ta sẽ sai đến cùng nó những kẻ đổ ra. Chúng nó sẽ đổ nó ra, làm trống bình nó đi và đập các bình ra từng mảnh. Mô-áp sẽ bị xấu hổ bởi Kê-mốt, cũng như nhà Israel đã bị xấu hổ bởi Bê-tên mình trông cậy. Làm sao các ngươi nói được rằng chúng ta là anh hùng, là người mạnh mẽ nơi chiến trận? Mô-áp bị phá hoại, kẻ thù nghịch đi lên tiến vào các thành nó, kẻ giỏi nhất trong bọn trai trẻ nó bị giết. Đức vua danh Ngài là Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Sự tai hại của Mô-áp đến gần, họa nó tới rất mau. Hỡi các ngươi là kẻ ở chung quanh nó, hãy than khóc nó.
hết thảy các ngươi là kẻ biết danh nó, khá nói rằng, cái gậy cứng mạnh, cái gậy đẹp đẽ này đã gãy đi là giường nào. Hỡi con gái ở trong Dibon, hãy xuống khỏi ngôi vinh hiển mình, ngồi cách khô khát. Vì kẻ hủy diệt Moab lên nghịch cùng ngươi, phá đồn lũy ngươi. Hỡi dân cư Aroe, hãy đứng bên đường và ngó. Hãy hỏi đàn ông đi trốn và đàn bà thoát nạn rằng, việc đã xảy ra làm sao? Moab bị xấu hổ, sức mạnh nó đã tan nát. Hãy than thở, cất tiếng kêu lên. Hãy rao trên bờ Arnon rằng, Moab bị phá hại. Sự đoán phạt đã đổ xuống trên xứ đồng bằng, trên Holon, Yasha, Mephat, Dibon, Nebo, Bet Niplathaim, Kiriataim, Bet Gamun, Bet Meon, Keriyot, Bokra và trên hết thảy các thành xứ Moab, nơi gần và xa. Đức Giê-hô-va phán: sừng của Moab đã chặt rồi, cánh tay nó đã gãy. Hãy làm cho nó say sưa, vì nó đã lên mình nghịch cùng Đức Giê-hô-va. Moab sẽ đẫm mình trong sự mửa thổ, cũng làm cớ cho người ta chê cười. Ngươi há chẳng từng chê cười Israel sao? Vậy thì nó có bị bắt được trong vòng kẻ trộm chăng, mà hễ khi ngươi nói đến nó thì lắc đầu? Hỡi dân cư Moab, hãy lìa bỏ các thành, đi ở trong vần đá, khá như chim bọt câu làm ổ trên miệng vực sâu. Moab kiêu ngạo vô chừng, sự sất sượt, sự cậy mình, sự khoe khoang của lòng kiêu căng nó, chúng ta đều nghe cả. Đức Giê-hô-va phán: ta biết sự giận của nó là hư không, sự khoe khoang của nó là vô ích. Vậy nên ta khóc thương Moab, vì cả dân sự Moab mà kêu la. Người ta than khóc cho dân kiệt Here. Hỡi cây nho Shipma, nhánh nhóc ngươi vượt qua biển, kịp tới biển Gia-ê-xe. Kẻ hủy diệt đã đến cướp lấy trái mùa hạ và mùa nho ngươi, nên ta vì ngươi khóc lóc hơn là vì Gia-ê-xe khóc lóc. Sự vui mừng hớn hở đã mất đi trong ruộng màu mỡ và đất Moab. Ta đã làm cho rượu cạn khô trong các bàn ép. Người ta chẳng reo vui mà đạp trái nho nữa. Sự reo vui của nó chẳng phải là reo vui. Tiếng than khóc từ Hết-bôn nghe thấu Ê-lê-a-lê cho đến Gia-hát, từ Xoa cho đến Hô-rô-na-im và đến Ê-lác-xê-li-xia. Vì các dòng nước ở Nim-rim cũng đều nên hoang vu. Đức Giê-hô-va phán: ta sẽ cất khỏi Mô-áp kẻ dân tế lễ trên nơi cao và kẻ đốt hương cho các thần mình. Bởi vậy, lòng ta vì Mô-áp trỗi tiếng như ống sáo, lòng ta trỗi tiếng vì dân kiệt Here như ống sáo. Cho nên, sự dư dật nó đã thâu góp thì mất hết rồi. Đầu đều trọc hết, râu đều cắt hết, mọi tay đều bị dấu cắt, mọi lưng đều mang bao gai. Trên các nóc nhà Moab và trong các đường phố nó, rặt là những sự than khóc. Vì ta đã đập bể Moab như bình chẳng ai ưa thích, Đức Giê-hô-va phán vậy. Kìa, nó đã đổ nát giường nào, chúng nó than thở giường nào. Moab xây lưng lại cách hổ thẹn giường nào. Moab sẽ trở nên cớ nhạo cười và sợ hãi cho hết thảy người chung quanh. Đức Giê-hô-va phán như vậy: này, quân nghịch luyện như chim ưng, xè cánh nghịch cùng Moab. Keriyot bị lấy, các đồn lũy bị choáng rồi. Ngày đó, lòng những người mạnh mẽ của Moab trở nên như lòng đàn bà, đau đẻ. Moab sẽ bị diệt, không thành một dân nữa, vì nó đã lên mình nghịch cùng Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va phán: hỡi dân Moab, sự kinh hãi, hầm hố, bẫy giò đang lâm trên ngươi. Kẻ nào trốn khỏi sự kinh hãi sẽ sa trong hầm hố. Kẻ nào lên khỏi hầm hố sẽ mắc phải bẫy giò. Vì ta sẽ khiến năm thâm phạt đến trên Moab,
Đức Giê-hô-va phán vậy: Kẻ trốn tránh, kiệt sức rồi, thì núp dưới bóng Hết-bôn, vì có lửa phát ra từ Hết-bôn, ngọn lửa từ giữa Si-hôn, thiêu nuốt góc Mô-áp và sọ của con kẻ hỗn hào. Hỡi Mô-áp, khốn nạn cho ngươi, dân Kê-mốt mất rồi, các con trai và con gái ngươi đã bị bắt đi làm phu tù. Nhưng đến những ngày sau rốt, ta sẽ đem các phu tù Mô-áp trở về, Đức Giê-hô-va phán vậy. Lời xét đoán về Mô-áp đến đó mà thôi. Thư thứ hai của Phi-e-rơ, chương 1. Simon Phi-e-rơ làm tôi tớ và sứ đồ của Đức Chúa Giê-su Christ, gửi cho những kẻ cậy sự công bình của Đức Chúa Trời chúng ta và của Cứu Chúa là Đức Chúa Giê-su Christ, đã lãnh phần đức tin đồng quý báu như của chúng tôi. Nguyện xin ân điển và sự bình an được gia thêm cho anh em bởi sự nhận biết Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giê-su là Chúa chúng ta. Quyền phép Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tin kính, khiến chúng ta biết đấng lấy vinh hiển và nhân đức mà gọi chúng ta. Và bởi vinh hiển nhân đức ấy, Ngài lại ban lời hứa rất quý, rất lớn cho chúng ta, hầu cho nhờ đó anh em được lánh khỏi sự hư nát của thế gian bởi tư dục đến, mà trở nên người giữ phần bổn tánh Đức Chúa Trời. Vậy nên, về phần anh em, phải gắng hết sức thêm cho đức tin mình sự nhân đức, thêm cho nhân đức sự học thức, thêm cho học thức sự tiết độ, thêm cho tiết độ sự nhịn nhục, thêm cho nhịn nhục sự tin kính, thêm cho tin kính tình yêu thương anh em, thêm cho tình yêu thương anh em lòng yêu mến. Vì nếu các điều đó có đủ trong anh em và đầy dẫy nữa, thì ác chẳng để cho anh em ở dưng hoặc không kết quả trong sự nhận biết Đức Chúa Giê-su Christ chúng ta đâu. Nhưng ai thiếu những điều đó thì thành ra người cận thị, người mù, quên hẳn sự làm sạch tội mình ngày trước. Vậy hỡi anh em, hãy chú ý cho chắc chắn về sự Chúa kêu gọi và chọn lựa mình. Làm điều đó, anh em sẽ không hề vấp ngã. Dường ấy, anh em sẽ được cho vào cách rộng rãi trong nước đời đời của Đức Chúa Giê-su Christ là Chúa và Cứu Chúa của chúng ta. Bởi vậy cho nên, dầu anh em biết rõ ràng và chắc chắn trong lẽ thật hiện đây, tôi cũng sẽ nhắc lại những điều đó cho anh em chẳng thôi. Nhưng tôi còn ở trong nhà tạm này bao lâu, thì coi sự lấy lời răn bảo mà tỉnh thức anh em là bổn phận của tôi vậy. Vì tôi biết tôi phải vội lìa nhà tạm này, như Đức Chúa Giê-su Christ chúng ta đã bảo cho tôi. Nhưng tôi ân cần rằng, sau khi tôi đi, anh em có thể hằng nhớ điều tôi đã nói. Và khi chúng tôi đã làm cho anh em biết quyền phép và sự đến của Đức Chúa Giê-su Christ chúng ta, thì chẳng phải là theo những chuyện khéo đặt để, bèn là chính mắt chúng tôi đã ngó thấy sự oai nghiêm Ngài. Vì Ngài đã nhận lãnh sự tôn trọng vinh hiển từ nơi Đức Chúa Trời Cha Ngài, khi đấng tôn nghiêm rất cao phán cùng Ngài rằng: Này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường. Chính chúng tôi cũng từng nghe tiếng ấy đến từ trời lúc chúng tôi ở với Ngài trên hòn núi thánh. Nhưng đó, chúng tôi càng tin lời các đấng tiên tri chắc chắn hơn. Anh em nên chú ý lời đó như cái đèn soi sáng trong nơi tối tăm, cho đến chừng nào ban ngày lộ ra và sao mai mọc trong lòng anh em. Trước hết, phải biết rõ rằng chẳng có lời tiên tri nào trong Kinh Thánh lấy ý riêng giải nghĩa được, vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời. Chương 2. Dầu vậy, trong dân chúng cũng đã có tiên tri giả và cũng sẽ có giáo sư giả trong anh em. Họ sẽ truyền những đạo dối làm hại, chối Chúa đã chuộc mình, tự mình chuốc lấy sự hủy phá thình lình. Có nhiều kẻ sẽ theo họ trong những sự buông tuồng và đạo thật, vì cớ họ sẽ bị gièm pha. Họ sẽ bởi lòng tham mình lấy lời dối trá khoét anh em, nhưng sự kêu án nghịch cùng họ đã nghị định từ lâu nay, và sự hư mất của họ chẳng ngủ. Và nếu Đức Chúa Trời chẳng tiếc các thiên sứ đã phạm tội nhưng quăng vào trong vực sâu, tại đó họ bị trói buộc bằng xiềng nơi tối tăm để chờ sự phán xét. Nếu Ngài chẳng tiếc thế gian xưa
trong khi sai nước luộc phạt đời gian ác này chỉ gìn giữ Noe là thầy giảng đạo công bình với 7 người khác mà thôi. Nếu Ngài đã đoán phạt thành Sodom và Gomorrah, hủy phá đi, khiến hóa ra tro để làm gương cho người gian ác về sau. Nếu Ngài đã giải cứu người công bình là Lót, tức là kẻ quá lo vì cách ăn ở luông tuồng của bọn gian tà kia, vì người công bình này ở giữa họ, mỗi ngày nghe thấy việc trái phép của họ, bèn cảm biết đau xót trong lòng công bình mình, thì Chúa biết cứu chữa những người tin kính khỏi cơn cám dỗ và hình phạt kẻ không công bình, cầm chúng nó lại để chờ Ngài phán xét, nhất là những kẻ theo lòng tư dục ô uế mình mà ham mê sự sung sướng xác thịt, khinh dễ quyền phép rất cao. Bọn đó cả gan tự đắc, nói hỗn đến các bậc tôn trọng mà không sợ. Dẫu các thiên sứ là đấng có sức mạnh quyền phép hơn chúng nó, còn không hề lấy lời nguyền rủa mà xử đoán các bậc đó trước mặt Chúa. Nhưng chúng nó cũng như con vật không biết chi, sanh ra chỉ làm thú vật để bị bắt mà làm thịt, hay chê bai điều mình không biết, rồi chết đi như con vật. Dường ấy chúng nó lãnh lấy tiền công về tội ác mình. Chúng nó lấy sự chơi bời giữa ban ngày làm sung sướng, là người xấu xa ô uế, ưa thích sự dối trá mình đang khi ăn tiệc với anh em. Cặp mắt chúng nó đầy sự gian dâm, chúng nó phạm tội không bao giờ chán, dỗ dành những người không vững lòng. Chúng nó có lòng quen thói tham dục, ấy là những con cái đang rủa xả. Chúng nó đã bỏ đường thẳng mà đi sai lạc theo đường của Ba-la-am con trai Bô-sô, là kẻ tham tiền công của tội ác. Nhưng người bị trách về sự phạm tội của mình, bởi có một con vật câm nói tiếng người ta mà ngăn cấm sự điên cuồng của người tiên tri đó. Ấy là những suối không nước, những đám mây bị luồng gió mạnh đưa đi và sự tối tăm mờ mịt đã để dành cho chúng nó. Chúng nó dùng những lời văn hoa hư đảng, đem những điều ham muốn của xác thịt và điều gian dâm mà dỗ dành những kẻ mới vừa tránh khỏi các người theo đường lầm lạc. Chúng nó hứa sự tự do cho người, mà chính mình thì làm tôi mọi sự hư nát. Vì có sự chi đã thắng hơn người, thì người là tôi mọi sự đó. Và chúng nó bởi sự nhận biết Chúa và cứu Chúa chúng ta là Chúa Giêsu Christ mà đã thoát khỏi sự ô uế của thế gian, rồi lại mắc phải và suy phục những sự đó, thì số phận sau cùng của chúng nó trở xấu hơn lúc đầu. Chúng nó đã biết đường công bình, rồi lại lui đi về lời răn thánh đã truyền cho mình. Thế thì tha rằng không biết là hơn. Đã xảy đến cho chúng nó như lời tục ngữ rằng: chó liếm lại đồ nó đã mửa, heo đã rửa sạch rồi, lại lăn lóc trong vũng bùn. Chương 3. Hỡi kẻ rất yêu dấu, này là thơ thứ hai tôi viết cho anh em. Trong thơ này và thơ kia, tôi tìm cách làm cho nhớ lại để dục lòng lành trong anh em, hầu cho ghi lấy lời nói trước của các thánh tiên tri cùng mạng lệnh của Chúa và cứu Chúa chúng ta đã cậy các sứ đồ của anh em mà truyền lại. Trước hết phải biết rằng, trong những ngày sau rốt, sẽ có mấy kẻ hay dèm chê, dùng lời giễu cợt, ở theo tình dục riêng của mình đến mà nói rằng: chớ nào lời hứa về sự Chúa đến ở đâu, vì từ khi tổ phụ chúng ta qua đời rồi, muôn vật vẫn còn nguyên như lúc bắt đầu sáng thế. Chúng nó có ý quên lửng đi rằng, buổi xưa, bởi lời Đức Chúa Trời có các tầng trời và trái đất, đất ra từ nước và làm nên ở giữa nước. Thế gian bấy giờ cũng bị hủy phá như vậy, là bị chìm đắm bởi nước luộc. Nhưng trời đất thời bấy giờ cũng là bởi lời ấy mà còn lại và để dành cho lửa. Lửa sẽ đốt nó đi trong ngày phán xét và hủy phá kẻ ác. Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ nên quên rằng ở trước mặt Chúa một ngày như ngàn năm, ngàn năm như một ngày. Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu. Nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn. Song le ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Bây giờ các tầng trời sẽ có tiếng vang rầm mà qua đi, các thể chất bị đốt mà tiêu tán, đất cùng mọi công trình trên nó đều sẽ bị đốt cháy cả. Vì mọi vật đó phải tiêu tán, thì anh em đáng nên thánh và tin kính trong mọi sự ăn ở của mình là dường nào, trong khi chờ đợi trông mong cho ngày Đức Chúa Trời mau đến,
là ngay các tầng trời sẽ bị đốt mà tiêu tán, các thể chất sẽ bị thiêu mà tan chảy đi. Và theo lời hứa của Chúa, chúng ta chờ đợi trời mới đất mới là nơi sự công bình ăn ở. Vậy nên, hỡi kẻ rất yêu dấu, vì anh em trông đợi những sự đó, thì phải làm hết sức mình, hầu cho Chúa thấy anh em ở bình an, không dấu vết, chẳng chỗ trách được. Lại phải nhìn biết rằng, sự nhịn nhục lâu dài của Chúa chúng ta cốt vì cứu chuộc anh em, cũng như Phao-lô, anh rất yêu dấu của chúng ta, đã đem sự khôn ngoan được ban cho mình mà viết thơ cho anh em vậy. Ấy là điều người đã viết trong mọi bức thơ, nói về những sự đó. Ở trong có mấy khúc khó hiểu mà những kẻ dốt nát và tin không quyết đem giải sai ý nghĩa, cũng như họ giải sai về các phần kinh thánh khác, chuốc lấy sự hư mất riêng về mình. Hỡi kẻ rất yêu dấu, vì anh em đã được biết trước, vậy hãy giữ cho cẩn thận. E anh em cũng bị mê hoặc của những người ác ấy dẫn dụ, mất sự vững vàng của mình chăng? Hãy tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa và cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ. Nguyện xin vinh hiển về nơi Ngài từ rày đến đời đời. Amen. Thi Thiên 77. Tôi sẽ kêu cầu cùng Đức Chúa Trời, phát tiếng hướng cùng Đức Chúa Trời, Ngài ắt sẽ lắng tai nghe. Trong ngày gian truân tôi tìm cầu Chúa, ban đêm tay tôi giơ thẳng lên không mỏi. Linh hồn tôi không chịu an ủi, tôi nhớ đến Đức Chúa Trời bèn bồn chồn, than thở và thần linh tôi sờn mỏi. Chúa giữ mí mắt tôi mở ra, tôi bị bối rối không nói được. Tôi suy nghĩ về ngày xưa, về các năm đã qua. Ban đêm tôi nhắc lại bài hát tôi suy gẫm trong lòng tôi, và thần linh tôi tìm tòi kỹ càng. Chúa há sẽ từ bỏ đến đời đời ư? Ngài há chẳng còn ban ơn nữa sao? Sự nhân từ Ngài há dứt đến mãi mãi ư? Lời hứa của Ngài há không thành đời đời sao? Đức Chúa Trời há quên làm ơn sao? Trong cơn giận Ngài há có khép lòng thương xót ư? Tôi bèn nói, đây là tật nguyền tôi, nhưng tôi sẽ nhớ lại các năm về tay hữu của Đấng Chí Cao. Tôi sẽ nhắc lại công việc của Đức Giê-hô-va, nhớ đến các phép lạ của Ngài khi xưa, cũng sẽ ngẫm nghĩ về mọi công tác Chúa, suy gẫm những việc làm của Ngài. Hỡi Đức Chúa Trời, con đường Chúa ở trong nơi thánh, có thần nào lớn bằng Đức Chúa Trời chăng? Chúa là Đức Chúa Trời hay làm phép lạ, đã tỏ cho biết quyền năng Chúa giữa các dân. Chúa dùng cánh tay mình mà chuộc dân sự Ngài, tức là con trai của Gia-cốp và của Giô-sép. Hỡi Đức Chúa Trời, các nước đã thấy Chúa bèn sợ, những vực sâu cũng rúng động. Các mây đổ ra nước, bầu trời vang ra tiếng, và các tên Chúa bay đây đó. Tiếng sấm Chúa ở trong gió chốt, chớp nhoáng soi sáng thế gian, đất bèn chuyển động và rung rinh. Con đường Chúa ở trong biển, các lối Chúa ở trong nước sâu, còn các dấu bước Chúa không ai biết đến. Chúa cậy tay Môi-se và A-rôn mà dẫn dắt dân sự Ngài như một đoàn chiên. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Quýt thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn.
Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡng linh cơ đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.